mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, nắng nóng tại Trung Bộ đang gay gắt. Trời Quảng Ngãi hôm nay nóng bức với mức nhiệt cao nhất lên đến 38 độ. Độ ẩm giảm xuống chỉ còn 55-65%. Các huyện miền núi chiều nay có mưa dông. Còn ngày mai ngày 24 tháng 3, thời tiết tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt dao động là từ 24-38 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời sẽ cao hơn nhiều do còn kết hợp với độ ẩm không khí, nên khả năng bị say nắng, sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng rất cao nếu hoạt động thể chất ngoài trời kéo dài. Quý vị lưu ý bảo vệ sức khỏe. Nắng nóng kéo dài nên trẻ em thường thích đi bơi để giải nhiệt. Các bậc phụ huynh cần hết sức cảnh giác nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ. Để phòng ngừa đuối nước, cần dạy bơi và kỹ năng chống đuối nước cho trẻ. Khi trẻ tắm tại bể bơi, biển hay là chơi gần sông, suối, ao, hồ, cần có người lớn giám sát. Lắp các hố, giếng nước không cần thiết. Khi phát hiện người đuối nước, hãy hô hoáng và dùng cây sào, phao, dây để bám và kéo vào bờ. Không nhảy xuống nước cứu người khi không biết bơi và không có kỹ năng cứu đuối nước. Người lớn cần trang bị kiến thức để sơ cứu ban đầu cho người bị đuối nước. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây, ngày có nắng mạnh. Thị xã Đức Phổ mây thay đổi, ngày nắng to. Thị trấn Ba Tơ nhiều mây, ngày nắng nóng. Lý Sơn nhiều mây, nắng lên nhiều nơi. Thời tiết trên nhiều vùng biển đang rất thuận lợi cho ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản. Các vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau dự báo trong đêm nay và ngày mai thời tiết rất tốt. Ban ngày trời chủ đạo là nắng với gió khoảng cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 m. Ở ngoài khơi Bắc, giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai thì tầm nhìn xa cũng trên 10 km. Gió hoạt động cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 1,5 m, ban ngày có nắng. Trở ra vịnh Bắc Bộ dự báo thời tiết cũng thuận lợi cho ngư dân ra khơi khi tầm nhìn xa trên 10 km. Gió thổi đều ở mức cấp 3, cấp 4, độ cao sóng không quá 1,5 m. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng mạnh và nóng rõ, có nắng nóng diện rộng. Quý vị cần chú ý theo dõi. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng trời có nắng, đêm se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, độ ẩm từ 90 đến 91%.